trở lại với tần số tình yêu. Sau vài phút giải lao, hai bạn gái ấn tượng với người nào, giờ lại người đó. Mời Trâm. Dạ, em vẫn giữ quyết định cũ của mình. Em ấn tượng với bạn số 2. Mời đàn của Thái Hoàng. Chúc mừng Thái Hoàng. Ấn tượng của Tuyết Mai. Em nghĩ em ấn tượng với... Thay đổi quyết định và thay đổi cái ấn tượng của mình hay là gì? Là không thay đổi. Em ấn tượng với tiếng kèn của anh số 2. Số 2 vẫn là Thái Hoàng. Bởi vì bây giờ tôi mới thấy cái ngành kèn saxophone nó đang lên ngôi. Đó là lý do mà anh Phương chính là sự lựa chọn của chị Việt Hương đấy. Đúng rồi. Hồi đầu tôi không có cần biết cái gì trơn á, mà tôi ra tôi nghe thổi một bài xong là tự nhiên tôi thấy rung động. Còn nói gì nữa, mời hai em lên sân khấu và chúng ta xem hình ảnh thiệt của ba. Mời rồi, mời hai người đẹp. Xin mời mang hình số 1. Số 1 Con Nguyên. Yêu mọi người nhiều. Còn chàng trai số 2 Thái Hoàng. Chàng trai số 4 Đoàn Văn Lập. Rất nam tính, mạnh mẽ, nam tính. Sau cái tiếng vỗ tay đó, hai tụi em có quyết định thay đổi nữa không? Đấy. Có quyền. Mời Trâm. Em cũng bị bối rối nhưng mà em không muốn thay đổi. Tuyết Mai, em được quyền thay đổi. Dạ không. Vậy thì mời hai em về chỗ, mời tắt màn hình. Mời gặp gỡ một lúc hai chàng trai luôn. Hey, mời xin Khôn Nguyên và Văn Lập. Văn Lập trời nắm tay luôn à, dễ thương quá à. Vũ trụ của người là màu đen huyền bí, vũ trụ của anh bé tí thu nhỏ lại là em. Đã định rằng sẽ nói câu này trước khi nhấn phím gọi cho cô gái mà Nguyên có nhân duyên gặp gỡ ngày hôm nay, nhưng có vẻ như chệch nhịp ngày đúng phút bù giờ rồi. Hẹn người anh thương vào một ngày không xa nhé. Nghệ thuật, võ thuật, lập đều có đủ. Tưởng như sẽ là một mảnh ghép vừa vặn với cô gái Taekwondo hoặc Tuyết Mai. Cô bé 19 tuổi thích nghệ thuật, nhưng có lẽ nhân duyên này dừng lại ở hai chữ tình bạn mới là vừa vặn nhất. Thôi thì lại trở về, đông đầy thêm yêu thương và cả sự bao dung, sẵn sàng chờ đợi ngày hạnh phúc đến gõ cửa. Nguyên, em rất là hài hước, vui vẻ. Có thể ở tự nhiên cạnh một người đàn ông á mà cứ vui vẻ vậy mình sẽ thấy giải trí. Việc thứ hai, hồi nãy chị có yêu cầu Lập là phải múa võ cho chị nè, là chị sợ nhiều khi em chưa show hết tài năng của mình. Nhưng quan trọng là cái rung động của hai bạn này. Lần đầu tiên người ta mới coi nhạc live, người ta mời, hiểu không? Có một cái điều mà em phải thú thật luôn với mọi người, không những riêng hai bạn nữ này, em còn mê nữa, tại vì nó quá hay. Mời Lập. Em cũng hơi tiếc, nhưng mà không sao, có thể ra ngoài vẫn có thể tìm hiểu nhau chẳng hạn. Bây giờ áp lực mới tội nghiệp cái người ngồi trong, chứ thật ra là chị chúc mừng hai đứa, tại chị bước ra đây là hai đứa sáng tài đẹp trai, có công ăn chuyện làm ổn định hết trơn. Đây nội ngoại hai bên rung động quá trời, còn chưa nói là khán giả ở nhà. Thái Hoàng á, em là được hai cô gái này trân trọng, nhưng chút nữa ra ngoài đi Lập cái chờ 30 giây là nằm chèm bẹp. Lập với Nguyên đừng về, ra bãi dưới xe đợi. Chờ coi. Thái Hoàng á sẽ gọi một trong hai cô này, chứ không được chọn cả hai đâu. Cho nên một chút nữa Trâm hoặc là Tuyết Mai thế nào chạy ra kêu ảnh ơi cho em số điện thoại nghe. Cảm ơn Nguyên, cảm ơn Lập, tạm biệt hai bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị bước vào phần tiếp theo của chương trình, đó chính là bí mật của nàng. Cái đó đi đó. Kèo cứng đang thuộc về Thái Hoàng rồi. Và thực tình đó là khi mà được coi biểu diễn xác thực ở đây thì khán giả cũng như các bạn ha, kể cả hai anh chàng kia còn nói thích mà ha. Cho nên là bây giờ chắc là coi máy của Tuyết Mai chứ đi. Mua hàng online khá nhiều, trò chơi giải trí cũng một số cái. Còn tấm ảnh của bạn trên màn hình là ai chụp cho bạn vậy? Dạ một chị đi chụp hình chung với em. Dễ thương quá. Coi hình ảnh gia đình đi. Chụp gia đình riêng thì không có, nhưng mà kiểu chụp với lại gia đình chung với cô gì thì có. Dạ chụp đi, ai cũng được em, đồ ăn đồ uống hình ảnh gì cũng được. Đâu đâu mình lướt lướt sao cho em zoom lên. Bà ngoại hả?
Bà ngoại tóc bạc trắng. Dạ đó là bà nội em. Bà nội hả? Cô Năm em. Dạ cô Năm em mới vừa về Canada lại. Dạ con của cô Năm em. Còn đây là chị con của cô Hai. Là chị đó mới vừa qua Mỹ. Mọi người có gương mặt hát hao hao như nhau nha. Đúng là dạ, đại gia đình đó. Dạ chắc tròn giống nhau. Đây là con của cô Tư. Con của cô Năm. Nhà nhà có bao nhiêu cô lận em? Dạ nhà nội em có cô Hai, cô Ba, cô Tư, cô Năm. Có 4 cô. Xong rồi tới bác 6 em. Rồi tới ba em. Rồi tới chú em. Tổng cộng bao nhiêu người? 7 người thôi. 7 người. Tiếp em. Cánh gà trên nước mắm đâu nè. Mình mới ví dụ thôi, mình chưa làm đúng không? Có gì cho tôi coi nữa nè. Thuyết phục anh Thái Hoàng. Đây là số má lớn hình lắm. Em chơi thể thao là chơi cầu lông. Có bao giờ đạt cái huy chương nào trong trường chưa? Thành tích của em là về cờ vua. Em có huy chương đồng rồi giải nhất, giải nhì, năm cấp 1, cấp 2. Chơi cờ vua luôn nha. Rồi giờ coi điện thoại của Trâm đi. Đẹp nữa. Điện thoại cũng gọn nữa. Dạ đúng rồi, em không có xài gì nhiều hết. Cái nhìn điện thoại gọn, nhà có gọn không? Dạ có. Em ở với ba. Dạ đúng rồi. Cho nên là con gái là quán xuyến luôn. Dạ, dạ. Hoàng ơi, một cái điểm cộng rất lớn nha cưng. Dạ. Rồi cho coi hình gia đình hay hình gì vui vui nè, đồ ăn đồ uống nè. Dạ. Toàn clip không ha. Em đâu, em trai đâu? Đây là mẹ và em trai của em. Đó. Mẹ và em trai. Em trai của con vậy? Ừ, con vậy. Dạ đúng rồi. À, nó mới lớp 11 thôi mà nó cao 1m, gần 1m8. Rồi ba đâu? Ba với mẹ em. Dịp nào mà hai bác đi với nhau vậy? À dạ cái này là gia đình em đi coi phim. Tiếc thay là không có xuất xem phim cho nên cả nhà chỉ chụp hình và đi về thôi. Quan trọng là được đi cùng với nhau là dạ, vui rồi. Dạ đúng rồi, đi cùng với nhau. Là quý rồi. Nhưng bây giờ sự quyết định là của Thái Hoàng. Ảnh sẽ nghiên cứu cả hai cái điện thoại này. Ai sẽ hợp tâm tính với ảnh trong lúc Thái Hoàng đang nghiên cứu về hai cái điện thoại. Chúng ta giải lao trong vòng ít phút. Vài phút giải lao, bây giờ mời hai em xuống với chị và sự quyết định của Thái Hoàng. Mời Thái Hoàng. Bây giờ xin mời quý vị đến với phần rất quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Tần Số Tình Yêu, đó chính là bắt sống được cái cảm xúc tình yêu. Cảnh báo cho Hoàng một điều là Lập vẫn còn ngoài bãi giữ xe nữa hả? Người ta có võ 9 năm đợi rồi đó. Ngoài. Nguyên thì đang cầm sẵn điện thoại để livestream. Chị muốn Trâm và Tuyết Mai mỗi người nói một lời trước khi Hoàng gọi điện ha. Mời Trâm trước đi. Em không biết nói gì hơn hết. Hồi nãy anh nhớ em hỏi anh là anh có thích nuôi mèo không? Thì em sẽ là con mèo đó để anh có thể nuôi. Trời ơi. Mèo mèo. Cưng quá. Tuyết Mai. Em muốn nói là dù có kết quả như thế nào thì em vẫn sẽ tôn trọng. Hoan, cầm điện thoại lên nào. Mời hai bạn gái xoay màn hình ra. Nhiệm vụ của nội ngoại hai bên. Chúng ta hãy đếm từ từ bị cái sự lựa chọn ở lâu. Đếm ngược nào. Bắt từ đầu từ nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và tín hiệu xuất hiện ở vị trí của người đẹp mang tên là Ngọc Trâm. Alo đi. Alo anh nghe. Chào anh, rất vui được tới với thế giới của anh. Cúp máy đi, tốn tiền điện thoại nè. Rồi, giờ còn chờ gì nữa. Có thể là Hoàng á chưa có rung động với mình, nhưng yên tâm, lên sóng truyền hình còn biết bao người, với lại còn trẻ mà ha. Trước khi mà hai bạn nói chuyện nhau, bắt tay một cái nè. Rồi, cảm ơn Tuyết Mai đã tới tham dự chương trình của chị. Mời em. Tạm biệt Tuyết Mai, một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương. Quay lại nhìn Ngọc Trâm, Ngọc Trâm cũng vậy, quay lại nè. Nắm nhẹ tay Ngọc Trâm một cái. Xin nắm tay. Xin phép đi. Cho anh nắm tay. Cho nắm tay nha. Trời ơi, anh run quá trời luôn chị. Rồi, nói gì với Trâm nè. Còn nếu không thì Trâm nói đi, tại Trâm là người khéo hơn. Cảm ơn anh vì anh đã chọn em. Coi như đây là một cái duyên đi, để mình biết tới nhau. Nếu như mà mình có nở thì mình sẽ bên cạnh nhau. Hay quá. Hoàng nói được vậy không? Hãy hành động đi, hành động đi. Xin ta, xin cho anh ta. Mình ôm thôi được không ạ? Em ngại lắm. Dạ. Yeah.
Trời ơi Hoàng ơi. À. Trước giờ toàn ôm kèn chứ chưa bao giờ ôm người đẹp đúng không? Bởi vậy có ít lắm. Lâu lắm. Thường là cứ ở trong phòng đập kèn thôi. Ôm kèn thôi. Giữ cái kỷ niệm ngày hôm nay. Chúc tụi em là thành công trên con đường nghệ thuật mà tụi em đã chọn, mặc dù rất nhiều chông gai nha. Hai đứa hãy cố lên, mỗi đứa một ngành nghề sẽ hỗ trợ cho nhau, giống như là ông xã chị và chị vậy đó, một đứa Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chị nghĩ là hôm nay ông xã cũng rất là vui, là tại vì em đã làm mai được cái học trò của anh là Thái Hoàng, và kia là cái cô diễn viên cũng giống như em. Và đây mời hai bạn cầm trái tim tự tin nha. Chúc mừng các bạn. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 21:35 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Em xin chào tất cả mọi người, em chào chị Diệu Hương và anh Hoàng. Em tên là Khánh Quân, công việc hiện tại của em đang là diễn viên. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi ạ. Bên cạnh cũng đâu vừa gì. Dạ quá, đẹp trai cũng đẹp luôn. Nhìn thương xinh dễ sợ. Dạ, xin tự giới thiệu, em là Lê Công Toàn, hiện tại em 24 tuổi và đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là hướng dẫn viên du lịch, tay trái của em.